nước Nam. Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi thang thang không còn lo phiếu tem, không biết bo bo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dạ dàng, là xếp bút nghiêng chiến đấu vì môn màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người cạnh ngôi sao vàng trên. Thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát át tiếng bom. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi. Rồi ngày tháng trôi, bao đổi thay đến với cuộc đời, thì trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam. Một cờ thắm tươi vẫn phấp phới với những cuộc đời, lòng bồi hồi nhớ. Một thời chiến đất Việt Nam đi, là những giấc mơ dạ dàng, là xếp bút nghiêng chiến đấu, là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi, là con tim ngân tiếng ca. Là đi.
là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc. Cùng chiều người ngân vang câu ca, nước non Việt Nam cô liên đội trưởng Giang Y và các vũ công của vũ đoàn Phương Việt. Cô liên đội trưởng có chút xíu à, mà đứng cái khối cao, biểu diễn mạnh mẽ. Giang Y luôn thể hiện cho mọi người thấy rằng là con làm chủ sân khấu, làm chủ giọng hát của mình. Cả hai bài hát này thực sự rất rất là hay, vốn dĩ là sáng tác đã rất là hay rồi. Và lại càng hay hơn nữa khi mà có sự thể hiện của giọng hát Giang Y. Mà cô đặc biệt là thích ở bài thứ hai, lúc mà cái đoạn mà các cô chú vũ công vào trong ha, chỉ còn có một mình Giang Y ở đây á, sao tự nhiên lúc đó giọng của con nó sáng, nó đầy nội lực, mà cô thích cái đoạn đó vô cùng luôn. Cảm ơn cô. Cô nghĩ rằng đây cũng là một tiết mục rất là đáng tự hào, đúng như là lời bài hát vậy. Chúng ta tự hào về lá cờ đỏ sao vàng, tự hào vì là người Việt Nam, và giai điệu mà người Việt Nam nào cũng thuộc, cũng nằm ở trong tim mình như con đã hát. Cô nghĩ đây là một tiết mục rất rất là tuyệt vời mà Giang Nghi đã mang đến cho chương trình. Cảm ơn con. Thầy Nghĩa vò đầu bứt tóc, nhăn mặt, nhéo lỗ mũi vì điều gì ạ? Khó quá, bây giờ phải biết làm sao đây. Tiết mục nào mình thấy cũng hay, mà đương nhiên mình muốn các con đều có những tiết mục hay như thế, nhưng mà nó lại là một cái bài toán khó dành cho các cô chú trong ban giám khảo. Hai bài này, bài nào chú Nghĩa cũng thích cả. Bài nào cũng có lòng một đoạn trong cái bài quốc ca của đất nước mình vào trong đó. Mà mỗi khi nghe đến cái bài đó, tự nhiên trong lòng mình nó cứ lâng lâng, nó cứ dâng tràn lên một cái cảm xúc. Và con cũng đã làm rất là tốt cái bài này ngày hôm nay. Và với cái sự dàn dựng của thầy con nữa, thầy con đã đưa vào trong đây vũ đoàn Phương Việt một lần nữa đã hỗ trợ rất đắc lực cho những tiết mục của đội con. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn thầy. Nói thầy không, cô Trang cũng thở dài. Chú Nghĩa này kỳ quá. Quen rồi. Quen à? Dạ, cũng gần hết số rồi. À, trước khi nghe cô hiệu trưởng nhận xét, xin phép hỏi cô Trang. Cô Trang thấy bé diễn sao? Bé nay cũng nơ khăn hoàng rồi, giống cô Trang lắm à. Giống không? Em giống. Thấy là rất là giống con dạ. Em à. Dạ, đội em. Thực ra thì cô chỉ muốn nói một cái điều là chắc chắn là nếu mà thầy Đại có ngồi ở đây, thầy Đại cũng sẽ cảm thấy vô cùng là tự hào về con. Bởi vì chị chúng ta mới biết với nhau là cái bài hát này nó được thai nghén rất là nhanh. Thậm chí là chỉ có vài ngày thôi để con có thể tập và con có thể hát được hay và hết cái tâm cũng như là cái nội lực của mình như vậy. Thì phải nói là con đã cố gắng rất là nhiều. Hát hay giống thầy Đại nhưng mà con xinh giống cô Trang. Ôi thôi, đó là một cái điều hạnh phúc. Nếu như mà đổi hai cái đó ngược lại với nhau thì cũng khổ thiệt. Xin được mời cô Đoan Trang ạ. Với cái phần biểu diễn ngày hôm nay thì cô hơi tiếc chút xíu, đó là mình hát có nhiều đoạn chưa được ổn định. Đó là lý do mà các cô chú nghe có những đoạn hơi mờ, hơi tối. Còn ngoài ra thì cô muốn con nhớ rằng bé Nghi con có một cái âm sắc giọng rất tốt, nhất là những cái phần nốt cao, và khi mà con hát những cái đoạn cao trào thì cực kỳ tốt. Nhưng mà không phải bài hát nào cũng chỉ có những đoạn cao trào. Một bài hát thì nó có nhiều cái phân đoạn âm nhạc ở trong đó, cho nên phải cố gắng luyện tập thêm để cho mở rộng cái nội lực trong mình về cái giọng hát của mình hơn, để mình có thể xử lý tròn trịa, xử lý ổn định với tất cả những thể loại âm nhạc nha con. Cô nghĩ là có thời gian để cho con tập luyện, luyện giọng thêm thì giọng của con sẽ là một giọng ca đáng gờm cho tương lai gần đó. Cô chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô.
quá à. Mà
chàng trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt. Xưa sinh ra mang phận làm người, từ thuở hồng hoang đến với đất trời. Mang thân trai trên đầu đội trời, bàn chân ta đạp đất ra khơi. Chàng trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt. Tôi sinh ra bên bờ ruộng nghèo, cũng là đồi nương sống núi treo leo. Theo gương cha lên đường ngoằn ngoèo, đường quê hương quê nước non theo. Xưa từ theo mẹ ra riêng hại mịt mù sóng sờ. Ngại do ba đào không chùn bước hy sinh. Tiếng giọng quốc hồn của đấng tiền nhân như thúc giục lòng ta phải thi gan cùng tuế nguyệt. Nước non thăng trầm nhiều phen, từ ngàn xưa trong nguyên một lần vượt sóng to trùng dương. Gâm qua như rồng lượn quanh ta giữa hàng sơn hà. Hãy yêu dân ta như yêu nước thiết tha, dân là máu xương là hơi thở muôn đời. Hỡi giặc tham tà hãy lắng nghe đây, trần ngưng đạo sẽ chém tan thấy kẻ lâm le thôn tinh. Máu của dân ta đã đổ quá nhiều rồi, linh hồn bất tử bảo vệ cõi trời nam.
hoài kỳ kiêu hùng ngàn năm, bao bước chân âm thầm của tiền nhân, bao an cơ đồ, bao lần dời đô, toàn tin đường quân giả màng. Tiếp sức ta hoài thần tung quanh gươm, chiếm tan quân thù vai thay, giáp mi công còn cho chúng bay. Thôi kinh lợn nước Nam hơn đạo dương, diễn quân thù công tiếc thương. Nam quốc sông Hà, Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà nghịch lộ lại xâm phạm, như đang hành thang thú bại hư. Phá cường địch, báo quan ước. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó biến giác bất hoàng, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chỉ vũ trụ. Vang từ núi xa 4000 năm, Việt Nam, Việt Nam, rằng người Việt Nam mãi du hồn non nước trường ngàn trùng. Máu dân ta đổ trên núi đồi, máu dân ta đổ loang cánh đồng, máu dân ta đổ trong rừng sâu, đổ loang dòng sông. Từ bọc trứng âu cơ nở trên đất lành, có trăm con tòa đi gấp biển, đất cha ông nguyện đem mồ hôi, đem máu thịt lòng phù sa tưới bón quê nhà. Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sự xanh, chỉ dân ta nuôi thời liệt oanh, khi thiên nhiên sau đời cứu hùng. Ngàn sau tiếng quê hương du hồn Việt Nam, đất đai thiêng nuôi người Việt Nam, núi sông linh thiêng hồn non nước. Đoàn kết các dân tộc chung nhà Việt Nam. Dân tộc mang hồn Việt Nam, Việt Nam gấm hồn, Việt Nam dân tộc chính nhà Việt Nam, Việt Nam mê liêu, Việt Nam dân tộc mang hồn Việt Nam. Dân tộc chúng nhà Việt Nam, đoàn kết các dân tộc mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt Nam. Hồn dân tộc dạy ta làm thi sĩ, quá khứ nhiều mà ta chẳng già nữa, mai gánh lại những vết thương xé thịt. Dân tộc mình mở tới một trang vui.
Một lần nữa hãy cùng dành một tràng pháo thật lớn cho bé Thái Hà. Thật sự thì lúc đại cảm thấy mình rất là ác với con nữa. Cái dòng trước là một cái liên khúc mẹ cũng là nặng với con, mà con đã vượt qua một cái xuất sắc. Hôm nay thì nhiệm vụ của thầy là phải đặt cho con cái thử thách khó hơn, nhưng mà hôm nay con đã làm rất tốt. Những cái bạn mà hát những cái bài hát này sẽ có một cái giọng nó hùng tráng, nó hào sảng, nó vang, nó rền. Nhưng con thì không. Vẫn cái chất giọng đó mềm mại đó, mượt mà đó, ngân nga luyến lấy mà đẹp trong từng nốt nhạc. Nó đi xuống cái tầng ngầm sâu bên dưới, nó len lỏi vào trong trái tim của người xem. Và chú Nghĩa thật sự là bị con chinh phục, cũng như là tất cả những thành viên xuất hiện trong tiết mục này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi xem một tiết mục tuyệt vời. Những cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam nằm ở trong tiết mục của con. Con hát rất là ngọt ngào. Và ngày hôm nay con đã có một cái điểm nhấn, đó là có một cái đoạn cải lương ở trong cái phần trình diễn của mình. Một lần nữa cô muốn nhắc là con là một người con của miền Bắc, và cô muốn gửi một lời chúc mừng chân thành đến Thái Hà và thầy Quốc Đại. Xin cảm ơn cô. Chút nắng chưa tràn, từng ngày dài vẫn mãi chưa ngủ ngoài. Ok kỷ niệm về dài màu anh ban mai. Trong tim anh những tiếng hát say mê, đêm mưa thương cho bao nhiêu cuộc đời. Nơi đây bên tôi cũng hát vang lên anh la la la. Cho mình mang thêm bao nhiêu con cao, quên đi hôm qua bay lên ồn ào. Hãy để với tôi đã chờ ngày mai. Ngày mai có bao nhiêu niềm vui, biết bao nhiêu sầu đau. Ngày mai hãy cho tôi ngủ quên, ngắm trăng vẹn bình minh, ngập tràn sinh sống, nụ cười trên môi đèn xin. Ngày mai đến bên tôi gần hơn, biết bao nhiêu niềm vui để chờ anh nắng ngập tràn lung linh đèn xin. Và hãy hát sinh sống cùng tôi những yêu thương đầy ơi, vì chặt đôi tay và thời gian như nhìn trôi vì giấc mơ. Hãy đến đây.
phần dự thi của Lưu Quốc Vượng. Cái bài này nó mang đậm tính giải trí ghê lắm. Hát bài này thì cô nói vô hệ của Quốc Vượng rồi, với cái giọng của con vô rồi, bắt đầu như theo cái ngồi tới ông già làng ra. Cái xong mình nói ủa Nam Cường mà, à không phải Nam Cường, già làng. Thầy Nam Cường tốn bao nhiêu phấn nâu để tô cho đen cho nâu cái làn da trắng bóc của thầy vậy? Hôm nay da xuống đây là vì làn da rám nắng chứ không phải là vì phấn đánh nâu. Không, theo cô thì cô rất là thích thầy Nam Cường của con trong hình ảnh này. Rất là gai góc mà nó rất là đẹp, nó rất là chất. À, hát bài này là thầy phải hy sinh rất là nhiều, bởi vì hai cái âm vực giọng vô cùng khác nhau. Thầy hát là bằng cái giọng rất là thấp ở dưới để cho con hát đúng cái tông của con. Cái đó là một cái sự hy sinh rất là lớn của thầy. Cái bản dựng này là một cái màu sắc văn hóa Tây Nguyên rất là đẹp. Và một lần nữa thì cũng nhìn thấy được cái nội lực ở trong con không mất đi đâu hết. Vẫn là một Quốc Vượng rất là máu lửa như thế này. Chúc mừng hai thầy trò Nam Cường và Quốc Vượng. Cảm ơn cô ạ. Khó lắm chúng ta mới thấy Nam Cường như thế này. Đúng, da già rất Cường là đẹp ơi, luôn. Mấy giờ sau này mình đi hát mình quá trang vậy luôn đi. Và cảm nhận như thế nào về cậu bé trong buôn làng của mình hát bài này? Về cậu bé mình vậy nói bình thường đi. Thực sự tới vòng này thì phải nói là cái sự đau đầu rất là lớn đối với Nam Cường. Con phải giữ được màu sắc của con, nhưng cũng đừng có bị đi sai cái hướng. Bởi vì ngày hôm nay không phải là ngày để thử nghiệm nữa, mà ngày để con có thể sống trọn mình với âm nhạc. Bản thân Cường rất tự hào về cậu học trò này của mình. Cảm ơn con. Cảm ơn thầy ạ. Và thưa tất cả quý vị, đó chính là Lưu Quốc Vượng cùng với người thầy của mình, thầy Nam Cường ở lớp học C2. Xin cảm ơn. Này bầu trời rộng lớn ơi, con nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chỗ nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dù hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Chị mua quà cho mấy đứa và cho bé Út đi học nữa nè.
Còn chị ước có một căn nhà chúng ta ở, không phải ở dưới gầm cầu này nữa. Ta sẽ tặng cho các bạn những điều ước này. Hồ Biên. Ta tặng cho bạn đùi gà nè. Wow, đùi gà bự quá. Ta tặng cho bạn cái đầm nè. Cái đầm bự quá. Hồ Biên. Ta tặng cho bạn cái ngôi nhà nè. Wow. Còn đại ca nữa. Đại ca ước có cha, có mẹ. Cô Tiên giúp đại ca có cha, có mẹ được không cô Tiên? Được chú. Tại vì ta là con Tiên Sánh mà. Thôi các bạn ngủ tiếp đi, cô Tiên sẽ ru cho các bạn ngủ. Từ lúc bà Tám mất tới giờ không ai ru tụi con ngủ hết đó. Cô Tiên làm được không cô Tiên? Được chứ. Tại vì ta là cô Tiên Sánh. Thôi các bạn ngủ tiếp đi, cô Tiên sẽ ru cho các bạn ngủ. Ôi, dí dầu cô dân đông đinh. Bà Tám, bà Tám ơi, mấy chị ơi, bà Tám, mấy chị ơi, bà Tám, chạy đi mấy chị, chạy đi mấy chị. Ủa gì vậy đại ca? Em nghe bà Tám ru tụi mình ngủ. Bà Tám mất rồi, đâu đây mà đưa cho tụi mình ngủ nữa. Em nghe mà, chị đã nói rồi, bà Tám mất rồi. Bà Tám ở sống mấy chị ơi. Bà Tám chưa giết đâu. Mấy chị xin em đi. Bà Tám biết ru tụi mình vậy nè. Ôi, dí dầu cầu giang đông đinh. Cầu che lắm lẽ. Tụi con. Bà Tám đã chị tin em chưa? Bà Tám. Ờ, không phải. Bà Tám biết tụi con gọi lắm không? Từ khi bà Tám bỏ tụi con đi, không có ai nuôi cho tụi con ngủ, không có ai cho tụi con ăn. Bà Tám đừng bỏ tụi con nữa nha. Cô không bỏ con đâu. Nghe nghe cô nói nè, cô là cô Hương chứ không phải bà Tám. Cô ở trong mái ấm tình thương đó. Ủa cô là bà Tám mà, con không có nhìn nhầm đâu. Cô nói thiệt, cô là cô Hương chứ không phải bà Tám. Cô đến rước tụi con về ở với cô. Ở chỗ của cô á, tụi con có cái để ăn nè, có chỗ để ngủ, rồi cô được học nữa. Tụi con được học chữ nè, học múa, học hát nữa. Cô thích học hát không? Dạ thích. Rồi rồi, tới đây, tới đây. Ngồi xuống đây, cô hát cho bà nghe nha. Trời vào đông, ngoài kia rồi. Cô dạy con hát cải lương, cô quen thân với chú Quốc Đại lắm. Xin con vô đội chú Quốc Đại đi thi chương trình thử tài siêu nhí, chịu không? Dạ chịu. Dạ dạ dạ, con cảm ơn con. Rồi vậy về với con nha, bây giờ mình là một gia đình hết chưa. Ơi con ngủ cho ngoan giấc mơ. Mãi mãi chúng ta một gia đình.
Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Gặp Mẹ Trong Mơ với phần dự thi của bé Huyền Trang cùng sự trợ giúp của vũ đoàn Sắc Màu và đặc biệt sự góp mặt của áo quân tài tử tranh tài nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương. Xin cảm ơn chị Quỳnh Hương và xin cảm ơn tất cả các bạn và các con nữa nha. À, chúng ta lại đi tiếp với cái câu chuyện của những em bé lang thang ở ngoài đường phố. Cuối cùng cũng có một cái tia hy vọng, một cái đốm sáng ở cuối đường hầm khi được một cô trong máy ấm sẽ đưa các con về để chăm sóc và dạy dỗ. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Cô chỉ có khúc khắc chút xíu cái chỗ là tất cả các bé kia ước gì thì bé này đều thực hiện được. Nhưng mà tại sao tới phiên bé lại không cho chị Bình Hương á? Tại cô đó hát rất là hay. Tại sao cô không xuất hiện và vô tình cô hát cái bài hát Ru? Cô đó bé này nó giật mình vậy thì nó tưởng đó là bà Tám. Thì giải quyết nó hợp lý hơn là tự nhiên có xuất hiện một cái cô xong chạy vô nói tôi là ở bên cái đó đó, xong rồi vô xong rồi để hát cho bài nghe nha. Nó không hợp lý. Với cái đứa bé như thế này, cô Quỳnh Hương kia cô hát rất là hay. Khi cô cất giọng hát là cô bé là thức dậy nó kêu bà Tám nó không phải. Tao không phải bà Tám, tao là cô Tám ở trong máy ấm tình thương tới đây đón tụi con về. Tụi con có đồng ý không? Nếu tụi con đồng ý thì nó hợp lý cho cái đứa bé như thế này. Nó có phải được trả lại một cái gì đó. Cái nhân vật của cô Hương không hay. Và cái nhân vật của con bé này tự nhiên nó không có một cái gì hết. Tại đây là cái tài năng. Cho nên là sẽ chấm như cùng với các bạn. Vừa diễn được, vừa nói tốt, vừa hát được. Con đầy đủ tố chất. Cô suy nghĩ thật kỹ ha, thật kỹ để đưa con vào. Hôm nay bé Huyền Trang không phải chỉ hát diễn mà còn múa ba lê nữa. Đi mũi cứng mới ghê chứ. Con tập có đó lâu không? Dạ hơi lâu. Có đau chân lắm không con? Dạ đau. Ồ, đau nhưng mà nhờ như vậy mà con có được một cái tiết mục rất là lạ so với các bạn. Xin mời cô Đoan Trang. Cái điểm hấp dẫn mà chú Quốc Đại đưa vào trong cái tiết mục của con á là lồng ghép được cái tiết mục của tuần trước tới tiết mục của tuần này và tạo nên một cái điểm rất là có hậu. Cô Trang còn có gieo cho tuần sau nếu như được đi tiếp là con nói đó, về máy ấm là được học cải lương của cô Quỳnh Hương đó. Tuy nhiên thì cho cô góp ý chút xíu là do là vì đóng vai bà Tiên nên phải nói rất là chậm. Thì để ý lại mấy cái thoại của cháu thôi. Kết hợp làm sao kết nối được với cô Quỳnh Hương để tất cả mọi thứ nó tạo thành một cái tổng thể nó liền lạc hơn. Cảm ơn các cô. Rồi con chạy lại với thầy của mình đây nè. Thưa quý vị, nếu như ở lớp của Bình Tinh thì là những cái cảm xúc về mặt tâm lý nó sâu sắc. Lớp của Quốc Đại là một cái màu dễ thương, hồn nhiên đúng lứa tuổi của các con. Thì những tiết mục của lớp nhạc nhẹ của Chí Thiện là một cái màu sắc cân bằng lại với những cảm xúc khác nhau trong chương trình. Thì lớp của cô Huỳnh Mến lại là một cái màu sắc nó sôi động, nó nóng bỏng, nó rực lửa, giống như tính cách của cô giáo vậy đó. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một cô trò nhỏ của cô giáo Huỳnh Mến, bé Mai Anh. Cách xa dưới nhau
lòng của mẹ trời cao an bài. Này nhất phương đừng vô lễ, thiên binh thiên tướng bắt lấy nó. Quyền nơi đây à, là thân tiểu tiên chẳng lo tu hành à, đưa người trần gian lên trốn thiên hình thật quá xem thường ta. Lúc mình vừa phơi bài ta chẳng hề tha đưa giang dù gì. Thương huynh lại cầu huynh chớ mong hiếu thông dùm trẻ thơ trần gian. Này con đang giam cầm ông mới dùm cho đã rõ tiên và phàm chẳng thể chung đôi, giảm cả gan bại chuyện cơ cầu ẩn ngủ lôi quyết ra tay đã tử. Nhưng nghĩ tới tình huynh muội ta tha cho mạng sống, mau mau đưa hữu nhân trở lại trần gian và mãi mãi mẹ và con chẳng thể nào hòa hợp. Con đi Minh Trân, muốn cô mẹ giữ tròn câu hiếu thảo, cúi lại ông tha thứ lỗi lầm con. Chà chà, hay cho hữu nhân, giỏi cho hữu nhân, thiên binh thiên tướng bắt lấy nó. Không, hữu nhân. Thank you.
Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Hiếu Nhi Cứu Mẹ. Mời mấy cái ông thần tướng này lên. Mời Hoàng Hải và mời tất cả các bạn luôn ha. Mời mấy ông lên đây. Đứng xếp hàng ngang đó coi. Ông nào bị chặt đuôi á, lên đây. Lên hết cho tôi. Đứng xếp hàng ngang đó, đứng im đó. Cái ông bị chặt đuôi qua đây đứng. Qua đây đứng. Ông qua đây đứng. Ông qua đây đứng, ông đi qua bên cái phe Hiền làm cái gì. Rồi chị Hằng, đứng lên chị Hằng. Làm cho cố à. Quá đi nổi á. Rừng rừng à. Anh thua nó không nít là sao. Chặt đuôi là phải lắm rồi. Nó vừa cái tật. Dạ. Rồi, đi chung đây. Đúng rồi, Quang Hải, Vũ Đăng Chuông Gió và Thảo nữa. Thảo ơi Thảo. Trời ơi, hôm nay em hỗ trợ cho bé và nói là trời ơi tuyệt vời lắm luôn á. Mà cái này là phải nói luôn, nói trước ban giám khảo luôn. Chúng ta nghe bé Nhi hát hơi khan tiếng đúng không ạ? Là bởi vì với cái bộ môn tuồng cổ này á, là phải vũ đạo rất là nhiều, rất là mệt luôn. Tại nghĩa đã từng diễn những cái vai diễn mà cần phải có vũ đạo như thế này. Chỉ có chút xíu thôi là đứng thở không nổi, nói không được, đừng nói chi là hát. Huống chi trong những ngày vừa qua là tập luyện rất là nhiều phải không Thảo? Bé cũng đang bệnh nữa đó. Đó, cho nên là con khan tiếng là cái chuyện hết sức là bình thường nha mấy cô. Dạ, dạ, nói trước để mới công hơn mấy cô thôi. Nói con khan tiếng, con hát không có tốt, tội nghiệp con. Một lần nữa cảm ơn Lê Thanh Thảo. Cảm ơn. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Khen nhất là Bình Tinh, là huấn luyện viên đã hiểu và đo ni đóng giày cho thí sinh của mình. Là em đã biết cái yếu điểm nào của thí sinh mình. Là Tuyết Nhi nó ca cái hơi cũng hạn chế, chứ không có phải là một cái hơi giọng ca mà sáng. Cho nên là đã tìm đủ mọi cách. Em đã mạo hiểm, em đã dàn dựng một cái tiết mục này. Tuy rằng đối với tuổi của Tuyết Nhi rất là nhỏ, nhưng mà con đã thể hiện, con đã làm cực lực hết mình của con. Khả năng con có bao nhiêu, con bung ra hết bấy nhiêu. Và cô cũng cảm ơn con đã thể hiện được cái nhân vật và cái vai này, một cái tiết mục rất là tuyệt vời. Cái người diễn viên đó con cần có thanh, có sắc, và con còn có thêm hình thể nữa. Thì cô của con đã biết nhấn vô cái điểm nào cho con. Và hôm nay cái điểm sáng nhất là lấy được cái tình cảm nào để cứu đi cứu mẹ, là lấy được cái tình cảm đã vậy còn cho khán giả thấy được cái vũ đạo của con nữa, hoàn toàn thuyết phục để con được bước tiếp. Tất cả những gì cô muốn nói thì là cô Thanh Hằng và cô Việt Hương cũng rất là đồng cảm với cô về những cái nhận xét cho tiết mục của con. Và cô mong là con luôn giữ sức khỏe nè, bởi vì đi cái con đường này là các con phải cần thể lực rất là nhiều. Chú Đại Nghĩa nói con bệnh thì cô mới cảm thông được con hơn, bởi vì khúc đầu khi mà hát á, phần hát đầu tiên của con vô là những cái nút cao nó bị chinh xuống một nửa cung hết, bởi vì do con mệt quá. Rồi sau đó cô sợ là sao mà bắt cái tông cao quá đi ha. Nhưng mà sau đó là những cái nốt thấp của con cũng gần như mất đi, là bởi vì cái âm vực của cái hồ quảng rất là rộng. Cho nên cô mong là tụi con nếu đam mê tập thật là kỹ thể lực của mình để hát tốt, để múa tốt hơn ha. Đây là tiết mục đối với cái khả năng của con quá tốt rồi. Chúc mừng con về với cô giáo của mình nè. Xuân đã về cùng tiếng ngát tiếng cười, thấp thoáng bóng người ngoài đám gật lời. Thấy tiếng ngát cười làn gió xuân đến mời, Nghĩ ơi đàn đi. Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng, có tiếng ngát trong từ đám lướt lướt về, thoáng thấy tiếng nàn và thoáng có tiếng cười đàn ta hòa vang. Oh Mary, oh Mary, tớ duyên. Oh Mary, khúc ca truyền miên. Oh Mary,
vì bao la đồng lúa xa xa mờ, đàn hoa vang tựa sông sổ đến bờ. Đường về thôn em bé vui câu ca, chúc hồn thơ tha thiết yêu quê nhà. Đàn cùng ta reo khúc ca chơi vơi, nhà còn ca nhiệt nhà lửa ngàn lời. Gió xuân đã về cùng tiếng ngát tiếng cười, thấp thoáng mong người ngoài đã mới gắn lời. Thấy tiếng ngọt cười làm gió xuyên đến mời, nghe ơi đàn đi. Châu. Xin cảm ơn các bạn. Con ơi, con hát cái bài này xong con thấy có mê ly không? Dạ con rất là vui. À, câu trả lời liên quan. Chú Nghĩa hỏi con có mê ly không? Dạ con rất là vui. Có nghĩa là con thích đúng không? Dạ. Thiện ơi, dạ. Em chọn cái bip này cho em nó vừa phải. Chị nghĩ là nếu mà chọn một cái hòa âm khác thì cháu nó sẽ khó dạ, hơn. Dạ, với cái bip nó nhanh hơn. Dạ, đúng rồi, nãy nó trước nhanh khi hơn, hát á, chị có nói với Trang là chết rồi. Bài này cho đứa nhỏ. Tôi nhép miệng mà tôi còn véo véo lưỡi nuốt luôn. Nhưng mà cái bài này em lại chọn cái hòa âm này rất là khéo. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, có những người dạ. thầy giáo như vậy canh được và biết con mình ở cái mức nào. Với thắc mắc nhỏ, ai suối con đeo đâu bông tai vậy con? Dạ thầy Thiện. À, dạ thầy dạ. bớt lại nha thầy. Dạ. Thầy đi hôm chặt. Nay hôm dạ. nay thầy đơn giản rồi thì thầy dồn hết tất cả những cái đó cho con. Đó, chỉ có hai nét, một cái thật là khen và một cái thật là chê. Khen là thầy đã chọn một bài hòa âm rất là tốt. Chê là làm lố, chặt chém ban giám khảo ở trên này. Chị Hằng có công nhận em con bé đang bận bộ đồ sang không chị? Bộ đồ caro viền cái trắng đeo tới găng tay mà nó dài nó hợp lý. Ngồi chiếc xích lô giống như là cô gái ngày xưa đó chị. Đẩy ra bông phá hết trơn luôn à. Dạ, lỗi của em. Cái trang phục mình lên sân khấu nó quan trọng lắm con. Nhiều khi nó tôn lên cả cái tiết mục trình diễn của mình thông qua cái trang phục biểu diễn. Cho nên nhiều khi mình đơn giản chút xíu nó hay con ha. Cô rất là thích khi mà chú Thiện chọn ca khúc này trong cái đội của chú. Bởi vì đây là những bài hát rất là hay, mà biết cách làm sao để làm cho bài hát phù hợp với tụi con, nghe rất là hợp lý về tất cả mọi thứ. Còn riêng giọng hát của con á, bài này không chinh phô một nốt nào, hát rất là chính xác ha. Cho nên cô thấy nhìn chung là rất là tốt. Chúc mừng con và chú Thiện. Cảm ơn cô. Vừa rồi mấy cô chú góp ý con về trang phục một chút xíu. Thứ nhất là để cho mình cải thiện hơn ở những vòng sau. Cái thứ hai là thật ra các cô cũng muốn cho vui vui thôi, chứ không có ý gì hết nha con. Ừ, nhưng mà nói chứ vô trong cũng tháo bớt ra đi. Rất dễ thương. Chúc mừng con. Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên.
cái này hả? Trời ơi, quá bùng cháy, một tràng pháo tay. Đứng lên con. Mở chân vậy được rồi con, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy con. Đứng dậy con. Rồi chị đứng luôn. Xả dai, xả dai. Vâng ạ, một tiết mục rất là đặc sắc. Và Thanh Duy xin được quý vị hãy dành thêm một tràng pháo tay thật to nữa để chúc mừng cho các con ạ. Rồi cái bây giờ này... anh chị muốn thả thính làm sao nè? cái này á, là cô sẽ không nói bất cứ cái gì hết. Bởi vì là cô chỉ muốn để đây và không nói gì. Rồi, cô để cho cô Tiên nói. Đó, mấy cô nữa. Mấy chú về đi. Cô Tiên là làm khó nữa rồi. Cái tiết mục người ta chọn vẹn vậy, hay vậy, rung vậy, bắt cái gì nữa bây giờ. Không có bắt lỗi được cái gì hết trơn á. Thì cô Thảo về đi, cô Thảo nghe cô Tiên nói. Chưa nói thì sao biết nói cái gì. Vậy là bây giờ mình phải đi về cho cô Tiên nói hả? Cô chú ơi, chạy rồi, hết chạy rồi. Hết chạy rồi, giải tán. Nhớ chưa, lỗi của tụi chú nha. Không được thả thính như vậy, đi về. Theo lời cô Tiên là mình phải đi về. Vâng ạ, à, lửa đã được dập tắt rồi ạ. À. Xin các anh chị bình tĩnh. Dạ, không có việc gì xảy ra. Bây giờ mời cô Tiên nhận xét trước về đám cháy này ạ. À. Cô nghĩ là tụi con á, là minh chứng cho cái việc cái câu nói của người ta gọi là đường dài mới biết ngựa hay. Lại vĩ mô nữa rồi. Thật sự là như vậy. Tại vì ở khởi đầu chương trình á, cô không có ấn tượng gì với tụi con ở ngay cái đầu chương trình hết. Có thể là vì như vậy cho nên là cô nhìn tụi con, cô không có ấn tượng khi mà tụi con mới bước ra như là những cái bạn khác. Tuy nhiên là khi mà đứng trên sân khấu thì tụi con hoàn toàn là khác hẳn. Tụi con dành hết tình cảm của cô trong ngày hôm nay dành cho tụi con. Tụi con quá tuyệt vời. Tụi con đủ nội lực, tụi con đủ. Ở đây là một cái vòng đối đầu và cô cảm giác là cả hai bên không có đối đầu mà cả hai bên đều nâng nhau để có một màn trình diễn rất là tuyệt vời. Tụi con rất là ngây thơ, tụi con rất là đáng yêu và tụi con nâng đỡ cho nhau để phần trình diễn nó rất là tuyệt vời. Cô Tiên ơi, bây giờ cô Tiên phải vừa nói mà cô Tiên phải diễn tả thật là điệu, phải là dẹo để cho chú Thiên Dương bắt chước theo rồi mới hay. Bây giờ cô Tiên nói thêm đi, cô Tiên nói thêm mà dẹo hơn. Thấy á, tụi con rất là tuyệt vời. Tiếp. Trời ơi, chú lầy dễ sợ luôn á. Chứ sao nữa, một cái tiết mục mà hào hứng bùng cháy như thế này mà cô Tiên cứ, cô thấy như thế này, cô thấy như thế nọ, nó nguội hết. Khoan. Nếu như mà cô nhảy lên á thì chú thế nào chứ không bắt bẻ là cô mất nết đúng không? À, ai kêu cô mất nết đâu. Biết ngay cho nên là cô phải thật là dịu dàng. Bây giờ đáng lẽ là cô phải đứng dậy để dập tắt cái đám lửa từ huấn luyện viên nè, chứ không phải là đám cháy từ trên đó. Mà huấn luyện viên hôm nay là làm cái gì á? Chị Thảo nghe em nói đúng không? Một cái tiết mục mà bùng cháy như thế này mà cô Tiên cứ, cô thấy như thế này, cô thấy như thế nọ. Không phải thời cô Tiên, gian rồi. Cô Tiên là đang không phải cô Tiên là đang muốn dập bớt cái đám cháy đang bùng phát dữ dội ở trên sân khấu. Cô tin là nếu mà ba con mà ráp lại thành một nhóm nhạc là ba con có thể gây cho mọi người liên tưởng tới nhóm nhạc Ba Con Mèo, hoặc là có thể là sánh vai với lại các chú trong nhóm MTV đó. Cố lên. Yeah, cảm ơn đó. Cô Thanh Thảo đã cho lửa lên lại, góp thêm một lít xăng. Cảm ơn cô đã góp thêm một lít xăng cho đám lửa thì này. Sao à? Buổi trình diễn của con quá hoàn hảo rồi, tụi chú có biết nói gì nữa đâu, chỉ có cô Tiên như thế này thôi. Ờ vậy thôi cho cô Tiên nói tiếp. Rồi 2, 3, cô Tiên nói tiếp đi. Cô hết. Tôi cô sợ cô dẹo quá, chương trình chảy nước hết cho nên là ngưng. Và thôi bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với vấn đề chính là bắt đầu 30 giây chấm điểm dành cho cặp đôi thí sinh và thí sinh đơn ca đang có mặt ở đây. Đầu tiên, xin 30 giây chấm điểm cho cặp đôi thí sinh Bảo Hân, Bảo Trân. 30 giây xin phép được bắt đầu. Kết thúc. Còn bây giờ là thời gian cho điểm dành cho thí sinh Anh Thư. 30 giây bắt đầu. Kết thúc. Vâng ạ, một lần nữa chú sẽ được chúc mừng cho các con đã đốt lửa, nhóm lửa sân khấu, làm cho sân khấu chúng ta trở nên rất là sôi động. Hy vọng là các con sẽ vẫn giữ cái tinh thần này để chúng ta cùng nhóm lửa khắp hành tinh xuyên lục địa vũ trụ thiên hà các con nha. Còn bây giờ các con hãy quay trở về khu vực hậu trường để chờ đợi kết quả của mình.
Bye bye. Cảm ơn các cô chú, các chú. Quý vị, đó là bé Quỳnh Như. Cảm ơn nhóm bè Cadillac và hai chú nhạc công đã hỗ trợ cho bé với tiết mục này. Ôi ôi, con gái khóc rồi kìa. Ôi, cô Trang ơi, bé khóc rồi. Ok, con làm tốt rồi nhá. Sao khóc nào? Nín. Okay. Đây là những cái giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt yêu thương dành cho cha mẹ của mình khi con thể hiện cái bài hát này, đúng không? Sao con khóc vậy? Tại vì con rất là thương ba mẹ của mình. Này, ba mẹ con ở đâu? Mẹ ngồi dưới kìa. Ồ, mẹ con đang cười rất là tươi bởi vì con trình diễn rất là hay. Mẹ con cũng hạnh phúc lắm nha. Thực ra hôm nay Quỳnh Như đã rất là giỏi khi mà đứng ở trên sân khấu một mình như thế này. Rất là khó. Quỳnh Như của chúng ta tuy rất là bé nhưng đã đặt rất là nhiều tình cảm vào ca khúc này. Thì quý vị còn ngại ngùng gì mà không cho bé một tràng pháo tay ạ? Được rồi con ha, mọi người đều yêu thương mình hết. Không khóc nữa nè, cảm ơn cô giáo Yến Trang. Và xin mời giám khảo Hoài Linh. Cái phần sau á, con hát tốt hơn cái phần trước. Và bởi vì cái phần trước chú nghĩ là con mới vừa ra, con chưa ổn định được tâm lý, cho nên cái cột hơi của con đó, nó chưa có chắc lắm. Thì cái phần xuống thấp á, nó hơi bị chênh phô. Còn về cái mặt của con khi con biểu cảm thì rất là dễ thương. Về cái phần sau á, ví dụ như là hi, rồi con nghĩ chút vọng tự nhiên cái nó mất cái nghĩa đó. Nếu mà mình nghe mình đang cảm giác là hai cái chữ hy vọng đó, nếu mà con đi liền nhau luôn, tức là con kéo con ngân cái phần kia và con kéo luôn hai chữ hy vọng thì nó sẽ hay hơn. Ý chú Hồ Đông muốn nói là hát lơi cũng được, hát lơi nhưng mà phải đúng chỗ đúng nơi, nếu không thì ý nghĩa của bài nó đi chơi nơi khác. Dạ. Mời giám khảo Quang Lê. Bây giờ chú hỏi là con bao nhiêu tuổi trước? Dạ con 9 tuổi. Đây là lần đầu tiên chú nghe con hát. Thì chú nghe rất là kỹ. Trong bài hát con hát hay, nhưng mà chú nghe thì có một sự tính toán rất là kỹ. Lúc thì con phá dòng bự, lúc con bỏ dòng nhỏ. Chú vẫn mong là chú muốn nghe một cái gì đó nó mộc mạc hơn thì chú sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Giờ một tràng vỗ tay dành cho bé Quỳnh Như dễ thương của chúng ta. Chúc mừng con. Tiếp theo của chúng ta đến từ lớp của thầy Hữu Quốc, đó là bé Quách Phú Thành và bé Ngọc Tâm sẽ gửi đến một trích đoạn rất nổi tiếng, Nghi Xuân Tấn Lực. Đây là một trích đoạn cải lương. Mà nói đến cải lương thì trong các vị giám khảo đây không ai qua nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ, biết rằng chị đã từng đóng qua rất là nhiều vai diễn trên sân khấu. Vai già chị từng đóng qua rồi phải không ạ? Đúng. Vai hiền. Có. Vai dữ. Có. Vai nghèo. Có luôn. Vai gì ghẻ. Có, cũng có luôn. Vai cô Tắm. Không. Tại vì cô Tắm sợ, chị sợ là cái trái thị nó chứa không đủ chị. Không trái thị nào chứa nổi chị hết hả? Dạ.
Nói đụng chạm anh Quang Lê. Được biết rằng chị Hằng đặc biệt là với những vai tính cách thì được khán giả yêu mến lắm. Những cái vai mẹ chồng này, ha, hoặc là vai dì ghẻ này, ha, chị diễn xuất sắc cực kỳ luôn. Trong những cái dì ghẻ, những cái vai bà mẹ độc ác á, có thể kể đến mẹ ăn cám nè, rồi bà mẹ của cô bé Lọ Lem nè, rồi bà Tào Thị nữa. Dạ, chị thích vai nào nhất ạ? Tào Thị. Tào Thị hả? Vậy thì bây giờ mình có thể mình làm thử Tào Thị cho mọi người coi được không chị? Vậy được. Quý vị coi này nha, đang có một cái gương mặt mà một nụ cười rạng rỡ như trăng rằm, có bây giờ bắt đầu đổi sắc mặt nè. Nghi Xuân. Dạ có Xuân. Mặt mày mà Xuân cái gì? Cái mặt mày là nếm về ở đợ thì có. Dạ. Mày ở đợ. Dạ. Qua đây ẩm tao qua bên đó coi. Trời ơi. Dạ thưa bà, con không phải là Nghi Xuân. Mày dạ. Không phải Nghi Xuân, mày không phải Tấn Lực, mày là ở đợ thì mày đi vô trong. Dạ con là ở đợ tên Nghi Ngờ. Dạ. Đi vô. Nghi Xuân, Tấn Lực đâu rồi? Tấn Lực, Nghi Xuân. Trời ơi, giờ này mà chưa có chịu đi ra đồng ruộng, chưa có chịu. Ra đây, bước ra đây. Tao đã nói với tụi bay rồi, bước ra đây. Tao nói tụi bay rồi, mẹ của tụi mày chết đi, ha? Thì giờ còn lỡ cái gì khóc? Chưa nói làm gì khóc? Còn cha mày á thì ra ngoài biên cương để trấn ải, biên thùy, ha? Để lại cho tao. Tao giữ hai đứa tụi mày, tao mệt quá. Tao mệt quá, chỉ có cái việc là nấu cơm nè, rồi giặt đồ nè, rồi ra đồng nè, lo cho trâu bò heo ăn nè. Nhiều đó, cũng không làm được. Không làm được nữa mày. Hả? Đau quá. Đau gì? Hả? Chị ơi, đừng nói. Không đau quá. Vô đây cho Miểu. Vô đây cho Miểu. Buông ra. Nói chị em mày buông ra. Buông qua đi. Tao đã nói rồi. Hả? Phải làm cho đúng đàng hoàng nghe. Phải đi ra ngoài đồng mang chăn trâu cho heo ăn, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ nghe chưa. Cái con kia giòn là thấy ghét gặp cái mẹ mình à. Tao đi ra ngoài có một chút xíu công việc, tao trở về mà nếu công việc nhà không xong đó ha, là tụi bay chết với tao nghe chưa. Cưng ơi ơi, nãy sao á em làm đúng hay làm sai gì á cũng bị gì đánh đòn á vậy? Hay không biết nữa, chắc có lẽ vì nhớ thương cha nên vì có chút bực bội. Mà em nè, bổn phận mình là con á, dù gì có đánh đòn bao nhiêu đi nữa em cũng không được cãi lại lời gì nha em. Em không chịu đâu, kể từ ngày á mà cha cưới dì về làm vợ, hễ á mà có mặt cha thì dì làm bộ thương yêu chăm sóc cho chị và em, còn khi cha đi xa thì chị và em bị ăn đòn tét đít luôn. Người lớn sao kỳ ơi. Cha ơi, sao cha đi lâu quá không về? Mẹ ơi, sao mẹ sớm bỏ hai con để người ta hành hạ hai con vậy mẹ? Em ơi, em đừng khóc nữa cho lòng đau. Hai đầm đây gói tay lên đầu chị su ngủ, tiếng ru tiếng ru ơi à, bao đắng cay xin dành cho mình chị. Yeah, yeah.
lời ru của chị thay mẹ thay cha chỉ cất tiếng ru. Sẽ thấy mẹ về. Con, em không ngủ, em muốn được gặp mẹ. Em nè, hồi tối hôm qua chị gặp mẹ. Ủa, thiệt hả hai? Ừ, mẹ nói là hôm nay là sẽ về gặp em. Vậy hả hai? Vậy tối nay chị em mình được gặp mẹ rồi. Không, mẹ nói với hai là đêm nay á chỉ muốn gặp có một mình em thôi à. Ủa sao kỳ vậy? À, thì tối hôm qua mẹ gặp chị, mẹ nói là mỗi đêm á chỉ được gặp có một đứa con thôi à. Ý, mẹ mau nhắm mắt lại ngủ đi, mẹ sắp về tới rồi đó. Vậy nhớ hai, em nhắm mắt lại nha. Nhớ nhắm mắt lại nha, không được hí hí á. Mẹ sắp về tới rồi đó. Mẹ ơi, con sắp được gặp mẹ rồi. Cân lực. À, mẹ về. Cân lực, con đừng chạy tới bên mẹ, vì mẹ chỉ về đây với con qua làng sương mộng mà thôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Không có mẹ, không có cha bên cạnh, vì mẹ đánh con quá trời luôn. Cái đầu con bây giờ còn sưng nguyên cục luôn nè mẹ. Nghe tiếng kêu con khờ đây. Con ngủ đi, mẹ ru con ngủ đi.
Cảm ơn hai con. Cảm ơn hai con đã mang đến cho mọi người những cảm xúc rất là nồng nàn, rất là những ngọt, rất là ngọt ngào dành về tình mẫu tử. Một tràng vỗ tay dành cho hai con một lần nữa thưa quý vị. Và người rơi nước mắt nhiều nhất cho tiết mục của con nữa đó chính là giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh ạ. Tôi lại cảm ơn Hữu Quốc một lần nữa. Tức là em đã đo ni đóng giày và em đã biết kết hợp hai thí sinh lại để làm một cái tiết mục rất là hay. Cái phần trình diễn của hai cháu rất là đầy cảm xúc. Đó là nói về cảm xúc nhé. Và tôi khen về cái phần dàn dựng là cái lúc mà tôi nhói lòng nhất không phải lúc các cháu khóc ngay cái phần đầu, mà tôi nhói lòng nhất là chị hai, chị ra đi. Em biết rồi, em 10 tuổi rồi.
Đó, sau khi con dàn trải hết tất cả cái cảm xúc của con khi nói ở vô ngồi ngủ đi mẹ ru cho con ngủ cái này nọ, con vẫn làm theo. Và cuối cùng khi mà nói cái đó, tự nhiên chú cảm thấy chú nhói ở trong lòng. Tức là chính bản thân con đánh lừa cái sự suy nghĩ của con để con biết mẹ con vẫn còn hiện hữu bên con, dù mẹ con là vô hình. Cái đó chú cho là một cái phần dàn dựng của thầy con rất là tuyệt vời. À, lúc mà coi thấy cái đạo cụ thì cũng chưa đoán được cái kịch bản. Thì đương nhiên là cái kịch bản mà Phạm Quốc Hoa thì cũng đã thuộc lòng rồi. Nhưng mà thấy cái đạo cụ thì Bùi Rơm là đương nhiên rồi. Nhưng mà thấy có một cái hình nộm con lại cũng chưa nghĩ. Nhìn cái hình nộm cứ tưởng tượng như là phim bùa của Thái Lan. Nhưng nửa đêm cô đem cái áo ra thì diễn cái vai là giấu đi làm người mẹ. Cái lúc đó thì con Lê mới biết là mang ý nghĩa là cái hình nộm Rơm để là cái mục đích là như vậy. Đây là một cái sáng tạo rất tuyệt vời với một người đạo diễn. Và nói gì cho cùng đi nữa thì cũng cảm ơn đạo diễn đã làm một tiết mục quá tuyệt vời cho hai bé. Cảm ơn hai em. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Còn bây giờ thì các con có muốn nghe ý kiến từ bà Tào Thị không? Dạ muốn. À, bà Tào Thị ơi, hồi nãy mình ác quá ác luôn á. Bây giờ mình phải làm sao để mình chuột lại nha. Hồi nãy thấy nắm đầu rồi quánh hai con quá trời luôn bà Tào Thị. Nhưng mà chị Hằng là quýnh là kỹ thuật không nha. Tụi con không có đau thiệt đúng không? Cô Thanh Hằng là đánh là kỹ thuật không? Ở dưới nhìn lên tưởng đánh thiệt không? Nhưng mà chú Quốc biết được bởi vì chú Quốc đã từng bị cô Thanh Hằng đánh. Đánh không có đau miếng nào hết trơn. Còn có đau không con? Dạ không. Thì nếu mà không có đau thì tôi cũng xin lỗi hai đứa con là tại vì không có sự tập dượt mà cô lại là làm cho cô hai đứa con có một sự bất ngờ. Nhưng mà thật sự con hỏi chú Hoài Linh thử coi, một nghệ sĩ hài cũng vậy, hát những cái gì khi bước ra sân khấu có những cái gì bất ngờ, hài cũng vậy, chụp bắt bất ngờ, cái đó mới là linh động. Cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Và một lần nữa chúc mừng hai con đã hoàn thành rất xuất sắc tiết mục này. Một trăm vỗ tay dành cho hai bé Quách Phú Thành và Ngọc Tâm. Đại diện ghê xa chú Thành Lộc, con sẽ cố gắng hết sức, mọi người nhớ ủng hộ con nha. Ba hôn cưng, chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng, các em thấy chị ba có đẹp không? Ai mà nói xấu chị ba cạp cưng, chị ba cắn cưng, chị ba cạp cưng, chị ba cắn cưng. Trời đất ơi, có ai mặn mọc lèo lẹt như chị ba không? Các em có biết chị ba là ai không? Chị ba là nữ thần nhảy múa. Chị ba cũng vậy. Và ước mơ của chị ba là làm những điều vĩ đại.
ước mơ chỉ là mơ. Anh Nghĩa ra làm MC. Dạ, chào chị ba. Trời ơi. Chị ba bữa nay sao tự nhiên tao nói thu gom là còn có chút ép vậy nè hả? Chị ba. Chị ba nghe. Chị ba có biết là ai nghệ sĩ nào đóng cái vai này không? Chị biết. Ai? Nghệ sĩ Thành Lộc. Ừ. Rồi còn chị ba có biết là lúc đó em đang đứng đâu không? Đây nè em nè, đó. Trong cái tuồng này nè, em làm vai gì không? Chị Ba Hùng có biết. Hỏi nữa đi. Hỏi nữa đi. Chắc là bởi vì chị Ba chỉ coi đúng cái đoạn này thôi, thành ra chị Ba không coi tới cái đoạn mà em đóng. Em đóng vai mang ăn cướp trong đó đó. Nhớ không? Vậy hả? Ừ. Trời ơi. Tôi xỉu với chị Ba này chứ. Trời ơi. Ủa, ba lanh quá hả? Quá đi à. Ừ. Đây là một vai diễn của nghệ sĩ Thành Lộc. Và ngày hôm nay bé đã tái hiện lại hình ảnh của nghệ sĩ Thành Lộc trong cái vai nữ thần nhảy múa. Một tràng vỗ tay cho bé An Khang. Duyên dáng quá à. Không biết giám khảo Quang Lê nghĩ gì với tiết mục này? Wow, rất là bất ngờ à. Chú chưa bàn về phần diễn của con, nhưng mà chú rất là thích mà. Bây giờ trước tiên là chú hỏi con bao nhiêu tuổi đã? Dạ, con 5 tuổi. Trời, mới có 5 tuổi rồi bỏ tay luôn. Nói còn ngọng nghịu á. Mới có 5 tuổi thôi đó. Wow. Nói chung là khi mà chú nghe con hát giọng thường, rồi có một lúc mà con hát mà con lên cái giọng gió đó, chú mà còn làm không được mà con làm được. Con 5 tuổi như vậy là con quá giỏi, ngoài tưởng tượng của chú luôn á. Cái lúc mà con nói chuyện mà con trả treo với Đại Nghĩa đó, chú thích còn ghê nữa. Bởi vì chú Đại Nghĩa bị con chặt chém, cho nên chú Lê sướng ghê lắm. Về bé Khang thì lần trước con nói nó nhanh, nhưng mà lần này thì con lại tiết chế được, con nói chậm lại thì mọi người đã hiểu được con nói và nghe rất là rõ cái lời của con nói. Và con cứ tiết chế như thế, nó nhẹ nhàng lại, chậm rãi lại, và biết cái chỗ nào mình có thể là điểm nhấn để gây cười cho khán giả thì lúc đó là con phải nhấn cho nó đúng cái thời điểm thì con sẽ lấy được tiếng cười. Còn về cái độ lanh lợi của con thì chú đã nhìn thấy từ những tập trước rồi. À, chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Rồi chúc mừng chị Ba nha. Chị Ba có muốn hôn mọi người nữa không? Hôn đi. Chị Ba hôn cưng, chị Ba hôn cưng, chị Ba hôn cưng. Dạ em cũng xin được hôn chị Ba. Cảm ơn chị Ba. Chúc mừng chị Ba. Xin chào tất cả mọi người. Con tên là Bảo Trân, đây là em Bảo Hân. Chúng con lập nhóm ra bởi vì chúng con có cùng sở thích và cùng tính cách với nhau. Sở trường của tụi con là rock. Dạ, tham gia chương trình này thì tụi con hát bài Try. Tụi con chọn bài Try này vì bài Try này có ý nghĩa là nói lên sự cố gắng. Tụi con sẽ cố gắng trong phần thi ngày hôm nay. Yeah!
Just because it's bad doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try, try, try. Gotta get up and try, try, try. Chú là đi nhìn xung quanh chú kiếm gấu rồi, tại chú sợ là không vô. Xây qua xây lại xây lên. Ôi hai con sao? Chúc mừng hai con. Ba sao rồi? Ba sao? Chị bấm hồi nào vậy? Bấm lén, bấm lén. Bấm lén xong rồi mới bấm. Biết biết sao không? Có phải hai chị em không? Tại vì Bảo Hân, Bảo Trân có phải hai chị em không? Hai chị em con. Dạ không. Chứ vô tình cái tên giống vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà hai con là hát nhóm vậy là có điểm gì chung với nhau không? Dạ tính cách chứ lại sở thích. Tính cách chung gì? Dạ điên, điên. Wow. Điên sao, điên thử chú coi coi. Chú nói nè, ngay lúc đầu á, cái đoạn mà hát giọng gió đó, Trân hát nó chưa được tốt lắm á. Có lẽ là chú, là tại vì con bị áp lực đi thi đúng không? Hân là người hát đầu tiên, là người ra mà quỳ gối xuống rồi hát. À vậy hèn chi, quỳ gối anh thử hát không lên tới nổi. Cục hơi bị gián đoạn cho nên là chú thấy là nó có một sự rụt rè đó. Nhưng mà khi mà lên cái đoạn điệp khúc mà cao trào thì tụi con đã lấy lại được tinh thần. Và tụi con đã hát rất là máu lửa cho nên không thể nào không bấm được. Tại vì tụi con bè rất là chắc. Và hai cái giọng lúc mà bè nó rất là ăn xam với nhau, nghe rất là đã. Bản thân tụi chú là nhóm cho nên là lúc đó là nghe rất là thích. Nên là không cách nào mà tới đoạn đó mà không bấm được hết. Chú nghĩ là khúc đầu chắc là lừa khán giả thôi, làm em được coi coi mọi người phản ứng sao không? Tới lúc đi đẩy lên rồi mới đã không? À, trời ơi chú nhường cho cô Tiên nữa kìa, cô Tiên. Cô Tiên lên tiếng đi cô Tiên. Cô thì thật sự là cô rất là ngạc nhiên bởi vì rất là hiếm tìm được một cái nhóm hát nào, thậm chí là đôi hoặc ba mà có thể hỗ trợ cho nhau tuyệt vời như hai con được. Thường á, người ta ai cũng có cá tính riêng hết và người ta rất là muốn thể hiện cái khả năng của mình, cho nên là vô tình khi mà vào không có hòa hợp được, nó sẽ cái bài hát nó sẽ không có suông và không có nâng được của cả hai lên. Nhưng mà ở cái phần biểu diễn của hai con vừa rồi thì cô rất là ngạc nhiên, nó hòa quyện từng chút một, và người này đưa người kia lên và người kia đưa người nọ lên. Cái đó gọi là một nhóm đó. Nhưng mà cả hát hai không nghe được đâu, không hiểu được đâu. Cả hai không ai là nền của ai cả, ai cũng hay và ai cũng xuất sắc. Chúc mừng hai đứa con. Vâng ạ, và cảm ơn các nhận xét của các vị huấn luyện viên. Và chú cũng chúc mừng hai con, bởi vì hai con cũng là một trong những cặp đôi mà giành được tới 3 sự đồng thuận của các cô chú huấn luyện viên lận. Và cũng đồng nghĩa với việc các con cũng sẽ là những thí sinh tiếp theo của chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí. Bây giờ một lần nữa thể hiện cái sự điên của mình rồi đi vô sân khấu luôn. Một, chưa, một, hai, ba. Vô. Ngồi trước mặt Băng Di bây giờ là một cô bé mặc một tà áo dài rất là dễ thương. Chào con. Dạ, con chào cô. Ngay bây giờ thì con có thể giới thiệu cho quý vị khán giả biết con tên gì và con đến từ đâu được không? Con xin chào tất cả khán giả. Con tên là Tiểu Bình. Năm nay con 10 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà con đến với chương trình ngày hôm nay thì con sẽ mang tới tiết mục nào? Dạ, con sẽ mang tới tiết mục Huế Xưa. Huế Xưa. Con là người chọn ca khúc này hay là ai là người chọn ca khúc này cho con? Dạ, con chọn ca khúc này. Cô thấy là con hơi run đúng không? Một chút nữa mình lên sân khấu là mình phải tự tin, mình thể hiện hết khả năng của mình cho ban giám khảo thấy tài năng của mình nha. Bây giờ mình phải thể hiện như thế nào để cho mình tự tin hơn nè. Dạ. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Sông ngang núi ngừ của lưới trời.
thương vi của tinh thần cổ xưa thân xưa. Bụi dừa em che non lá, cá sông Hương lít nhìn ngẩn ngơ, lũ chim quên ngẩn ngay từ xa. Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo, bởi chọn thương nên nhớ thật nhiều, bởi em đã hạnh phúc tình yêu. Ở bên đi qua bên đó, cách con sông chuyến đò chẳng xa, mang non bài thơ để trái xứ Huế mong mơ. Huế ơi, ta nhớ muôn đời, bóng trăng hoa sen trong hoàng cảnh, tiếng chuông từng gái Huế quá xinh, tóc mây ngang đứng trữ tình. Người con gái Huế quá xinh, tóc mây. Quá bất đi. Ngang đứng trữ tình. Chúc mừng con, chúc mừng con, nhà con ở Huế. Nhưng hả? Không phải người Huế. Trời ơi, mà sao hát nhạc Huế hay vậy? Đúng không quý vị? Hát rất hay đúng không ạ? Con ở thành phố con dẫn mọi người ra tới Huế luôn con rồi làm đó. Làm chú Quang Mang. Con ra con làm một tà áo dài màu tím rịm rồi ánh đèn nó tím hết luôn cho nên cô thấy cô Thanh Thảo bên này nè. Chú thấy cô Thanh Thảo bên này là ngồi coi như là ngẩn ngơ từ đầu tới cuối luôn á, không bấm được cái đèn luôn. Cô Thảo có quên bấm như nãy không cô Thảo? Không, tại vì là cô đang chăm chú nghe cho nên là đến khi mà cuối bài đó là cô đang muốn bấm nhưng mà mấy chú MTV cứ đòi bấm giùm hoài à. Cho nên là cô nói ơ thì bấm giùm đi, bấm giùm đi. Không, nhưng mà cô đồng ý rồi thì mấy chú mới bấm được. Cho nên tóm lại là cô bấm đó. Còn cô Tiên có cảm nghĩ gì về cái tiết mục vừa rồi của Tiểu Bình? Cô Tiên là mới vô có mấy giây cô bấm rồi đó. Đúng rồi, cô bấm đầu tiên liền luôn. Lên một cái câu là cô bấm liền. Nhưng có lẽ là cô yêu nhạc Huế nè. Cô thì khi vừa nghe con hát được một câu đầu á thì cô cảm thấy là đây là một cái màu mà nó rất là đặc biệt. Từ đầu chương trình tới bây giờ là cô chưa từng nghe một cái giọng của ai mà nó đặc biệt như giọng của con. Cái màu của nó vừa có một cái sự ma mị mà nó vừa có một cái sự dịu dàng, nó lại có một cái chút gì đó quyến rũ nhưng mà nó không hề mỏng manh nha, nó rất là dày, một cái chất giọng rất là lên cao thì nó cảm giác là nó rất là vút cao. Nhưng mà con bị một cái khuyết điểm một chút xíu thôi là con lại không giữ được cái cảm xúc của mình cho toàn bài hát, nghĩa là con dồn trọng tâm vào một điểm cao quá cho nên là ở một phần nào đó con sẽ bị đuối, sau đó con lấy lại được thì con lại cao trào lên được nhưng mà sau đó con lại dần đuối một chút xíu. Con chỉ cần khuyết điểm đó mà con thay đổi một chút xíu, hoàn thiện một chút xíu thì cô nghĩ là rất là tuyệt vời. Cô phân vân là tại vì là trong cái bài hát đó thì con làm cho cô bị hồi hộp, có lúc thì con đuối nhưng mà có lúc con lại vớt lại được, cho nên cô cần phải nghe kỹ một chút để xem là bé có khả năng như thế nào. Và
Cái bài hát vừa rồi con chọn thì là hát về một ca khúc về Huế, nên là con hát cái giọng Huế. Nhưng mà nếu con là người Sài Gòn thì chắc chắn là những cái ca khúc khác nữa, con có hát được những cái bài hát khác nữa không? Hay là con chỉ thích nhạc quê hương và thích nhạc Huế thôi? Dạ con còn thích nhạc hát nhạc bolero. À, coi như là nhìn cái vóc dáng của con là thấy con yêu mến nhạc quê hương rồi. Thấy để tóc thề không? Mười mấy tuổi rồi để tóc thề dài như vậy rồi. Trong chương trình của chúng ta là ngay mới cái vòng này thôi là đã thấy quá hấp dẫn, là ngoài cái việc ca hát và tài năng của các bé thì luôn cái phần xuất hiện của các bé từ make up, từ tóc tai cho tới trang phục rất là chỉnh chu và rất là đẹp, khác hẳn với lại nhiều cái chương trình khác mà không có cái sự đầu tư từ ngay vòng đầu mà từ từ vào trong mới bắt đầu đầu tư. Thì chương trình này của chúng ta là đầu tư ngay từ vòng đầu rồi, cho nên làm khó giám khảo lắm nha. Tại vì là sau này mà mình nhận các bé về là mình phải làm cho các bé càng ngày càng hơn như vậy nữa đó, không có được thua đâu. Bây giờ là con đã có sự đồng thuận của cô Thủy Tiên, sự đồng thuận của cô Thanh Thảo. Tuy là các chú MTV không nhấn nút chọn nhưng mà chắc chắn các chú cũng sẽ có những lời khuyên để mà khi mà con vô vòng trong á, con sẽ tốt hơn và tỏa sáng hơn. Xin mời các chú ạ. Chú thì chú thấy là một cái tiết mục trọn vẹn thì con gọi là con làm được khá là tốt. À, chỉ có cái là cái sự phân tâm của mình lúc nãy mọi người cũng đều góp ý rồi, thì cái đó thì có thể là con đừng có thấy MTV chưa có bấm mà con hoang mang nha. Không phải, tại vì không đúng dòng nhạc của các chú. Không phải, không, đó tại là, vì đó là một phần tại vì chú bị tráng ngợp thiệt, công nhận lúc mà con vừa mới bước ra và ánh đèn tím nó phủ đầy sân khấu thì thực sự là chú hơi bị ngẩn ngơ. Chú choáng cho nên chú đi qua bàn kế bên chú bấm chứ chú không có bấm bàn chú. Thực ra là tại vì khi mà một cái dòng nhạc hát mà dòng nhạc Huế, lúc đó em rất là hoang mang là bởi vì không biết là bé giọng giọng Huế thì bé là người Huế. Mình cứ định nên là như đúng vậy. Rồi, cho nên là không biết là bé hát những cái thể loại khác được hay không. Đúng rồi. Nếu mà mình đưa bé vào vòng trong thì nó sẽ có nhiều cái mà có thể bé sẽ không đáp ứng được. Đó cho nên là bài này rất hay nhưng mà sợ bị giới hạn. Nhưng mà không sao mấy chú ơi, bây giờ bé cũng ở thành phố rồi. Không sao không sao, bé có hai ngôi sao rồi. Không sao. Bây giờ con đã chứng minh con ở tại thành phố và con hát được nhiều giờ thể loại thì coi là con đã xứng đáng rất là xứng đáng rồi. Chúc mừng con. Chúc mừng con. Bây giờ thượt tha dịu dàng quyền chuyên thôi mày đi vô bên trong. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với tiết mục dự thi tiếp theo. Đến với phòng đối đầu này, con sẽ đối đầu với nhóm Hoa Hướng Dương, ca khúc Non Nước Hữu Tình và Nắng Có Quần Xuân. Tại vòng đối đầu này, nhóm con đối đầu với cả nhóm Star. Nhóm các chị hát rất là hay và khỏe, nhưng bọn con vẫn tự tin. Trong quá trình tập luyện thì bọn con không gặp chút rắc rối nào bởi vì bọn con rất là hòa đồng. Trong vòng đối đầu này thì con hy vọng là cả hai nhóm sẽ được vào vòng trong. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là phần thi của hai nhóm thí sinh Hồng Hà, Đinh Thị Thảo và Thu Hường, Phương Linh. Với một liên khúc Nắng Có Còn Xuân và Quê Hương Ba Miền. Hãy
chiều hồ Gươm vắng bóng thời xưa. Bà Sáu phò phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội liêm. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm tình Hà lòng ngỡ nghề chùa lừa. Đến Huế rồi thương dòng sông Hương, đường qua ví giờ giờ đâu chấm vai nghiêng non qua giang đi. Đêm trăng buồn trên bên vẫn lâu, ngắm câu mãi đây dòng ai nghe thảm sầu. Bên đi bên ở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương quê để mong mơ. Những khán giả ngồi đây ai cũng nổi da gà vì tụi con hết. Một màn trình diễn quá sức là xuất sắc và tuyệt vời. Bây giờ các anh có muốn nói trước hay là giờ mình cho điểm luôn chắc à? Mình nói trước cho nó sung đi. Thật ra lúc đầu mà tụi con vừa bước ra thì chú có một cái rất là lo lắng hồi hộp. Bởi vì tôi thấy là cái sự chênh lệch giữa cân nặng, giữa chiều cao, giữa thể hình giữa tuổi tác, chú lo sợ cho có sẽ nữa. Có một cái gì đó nó bị hơi bị chênh giữa cán cân. Nhưng mà khi mà vào bài hát thì chú cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tụi con đội mà của hai bạn nhỏ xíu, hai cái bạn Hà Nam này nè, phải không anh có nhớ Thu Hương và Phương Linh, cân bằng thế trận lại liền. Khi mà vào bài hát là chú cảm thấy là
Ôi trời, cái này là hợp lý rồi. Chú Tuấn ngộ quá, chú Tuấn cứ nghĩ rằng là ta nhỏ là sẽ không có cân bằng. Nhỏ mà có vỏ. Vâng ạ, bây giờ 30 giây để tất cả các vị huấn luyện viên cũng như là khán giả tại trường quay cho điểm các bé. Bây giờ thì chắc mình không chờ đợi thêm nữa mà sẽ bước thẳng vào phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Bạn chú MTV có nhớ là bạn Thu Hường và bạn Phương Linh là cái người mà làm chúng ta xích lại gần nhau trong đợt thi vừa trước không? Đúng rồi, Thu Hường, Phương Linh. Là cái bạn mà khiến cô Tiên phải... tụi con đặc biệt đến cái mức là chỉ cần tụi con ra tụi con múa là cô nhớ tụi con rồi. Như là cô nói á, đôi khi cái giọng hát của mình ở một cái mức vừa phải, nhưng mà kết hợp với cái việc đứng trên sân khấu và với một cái hình thể rất là đặc biệt và thể hiện được cái cảm giác người ta lôi cuốn cho người ta muốn xem. Anh, em có chồng rồi. Không phải. Em như vậy. Không phải. Không phải, phải phải. Anh đang kiểu anh đang chú ý. Người ta nói lúc nào cũng nhìn ta chứ. Anh đang chú ý lắng nghe với những nhận xét vĩ mô của em. Thử anh đang chú ý lắng nghe em có nhận xét đi. Chị Tiên ơi, chị không những là bị tất cả các khán giả truyền hình là theo dõi chị mà ở đây còn có một thánh soi nữa. Đúng rồi. Soi thiên dương. Là sao? Ý anh soi là sao? Không có, em cứ nói tiếp đi. Ý là em đẹp quá anh soi hay là sao? Đúng em có rồi, chồng em đẹp. Làm gì mà nãy em giờ em chưa đi kiếm kỹ chị Tiên vậy? Anh có chỗ ở đây ngồi không? Mời chị tiếp tục ạ. Đầu tiên là cho cô nhận xét về bạn Thu Hường và bạn Phương Linh. Hai đứa con rất là dễ thương. Và ở trên sân khấu lúc nào tụi con cũng có cái sự cuốn hút hết đó. Tại vì cái hình thể của tụi con quá đáng yêu đi và con thể hiện nó rất là tự tin. Có đôi khi ở ngoài có rất là nhiều bạn thể hiện rất là đẹp, rất là tự tin, nhưng mà khi lên sân khấu thì bị cái cảm giác là rụt rè, sợ không biết là người ta có thích hay không. Cho nên là, nhưng mà riêng đối với tụi con là khi mình lên sân khấu bao giờ cũng vậy, cái chất, tố chất nghệ sĩ nó bộc lộ lên trên sân khấu và nó không ngần ngại gì hết. Và cái điều đó, chính cái điều đó làm cho cô luôn luôn có cái cảm giác thu hút khi mà xem cái phần biểu diễn của con. Cô rất là chúc mừng con đã hoàn thành cái phần biểu diễn này rất là tốt. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Tiên. Còn bạn Hồng Hà và bạn Đinh Thị Thảo, cô khen cái sự chín chắn khi mà biểu diễn của tụi con. Tụi con có một cái sự điềm đạm khi mà biểu diễn. Dĩ nhiên là ở một cái lứa tuổi khi mà lớn hơn các bạn nhỏ thì cái sự điềm đạm và cái sự điềm tĩnh trên sân khấu nó làm cho tụi con cũng có một cái sự thu hút nhất định. Và những cái nốt hát của tụi con thì chắc chắn là nó sẽ chắc nhịp hơn. Và khi mà lên cao xuống thấp thì nó vẫn có cái sự hài hòa và nó bổ sung cho các bạn. Sao chú Thanh Duy? Chú Thanh Duy đang soi chú Thiên Dương trong khi chú Thiên Dương đang soi cô Thủy Tiên. Còn cô Thủy Tiên đang nghĩ về chú Công Vinh. Chương trình này chú Công Vinh có xem á. Tại vì chú Công Vinh lúc nào cũng ủng hộ cô Tiên. Và nhất là chú Công Vinh là một cái người đàn ông mà rất rất là thu hút trẻ con. Và chưa bao giờ thấy bất cứ một cái đứa trẻ con nào dù khó nhất mà nữa, có thể ghét được nữa. Chú Công Vinh hết cho bé nên gạo là... rồi bây giờ tới Công Vinh chết. Tại rồi chị không có nhìn bên đây, chị không hiểu là anh cứ nhìn em hoài ha. Hết khoe con rồi lại tới khoe chồng chết rồi. Anh nhìn em là bởi vì anh muốn thấy được những cái anh lời chị nói ơi. Vĩ mô của em nó phát ra. Anh chị ơi, đây là cái chuyện ở trong xó bếp ạ. Dạ, mình để dành mình về hậu trường mình nói chuyện ạ. Em xin mời chị Thanh Thảo ạ. Dạ, chị nói một câu công bằng ạ. Dạ. Rồi, bây giờ vậy nè. Hồi nãy mấy chú MTV có nói rằng là mấy chú rất là lo sợ cho cái sự nhỏ bé của hai bạn Linh với lại Hường. Nhưng mà đối với cô đó thì nhỏ nhưng mà có vỏ là được rồi, đúng không? Và cái đoạn mà lên cao trào và chuyển tông á. Chuyển tông. Dạ, hai bạn làm quá là xuất sắc. Còn những cái lúc mà chuyển từ bài này qua bài kia khó lắm nha các con. Mà bốn con đều làm rất là thành công. Bốn bạn mà những cái lúc mà chuyển sang bài khác á, thật sự ra là cô hồi hộp lắm. Ngay đúng như cái đoạn chuyển từ bài này qua bài kia là cô giật mình cái. Là cô lo, không biết là các bạn chuyển vô có đúng không, có đúng cao độ và có bị chênh, bị phô hay không. Nhưng mà cô không có bắt lỗi được các con trong cái việc chuyển từ cái bài này qua bài khác. Nhất là cái đoạn mà lên tông làm cho cô giật mình. Và tất cả mọi người ở đây đều giật mình và vỗ tay cho các con trong những cái đoạn chuyển đó. Nên cô hy vọng rằng là khán giả sẽ cho các con những cái điểm mà mang tính chất rất là động viên, khích lệ và làm cho tinh thần các con tốt hơn nữa để bước vào các chặng đường tiếp theo ha. Trời ơi, cô Thanh Thảo nói đã quá. Công bằng không? Công bằng. À, công bằng rồi. Giờ em mời các anh cũng công bằng, bớt soi người ta lại nè. Hai người hai bên đừng soi nữa, mời các anh nhận xét ạ. Chú rất là ấn tượng khi mà cái đoạn
Phương Linh đúng không con? Vâng ạ. À, Phương Linh hay là Thu Hương ha? Cái đoạn mà lên tông á. Tông là cao là bên này, áo trắng. Là Thu Hương hả? À, bé Hương của Hương. Khi mà đang chú nghĩ là nó sẽ tiếp diễn với cái tông đó, không ngờ con làm cái vút lên một cái với một cái tông khác hoàn toàn mà. Mà coi như không bị không bị fail, không bị gì cả. Và cái điều đó làm chú rất là bất ngờ, bởi vì nó quá hoàn hảo, quá tuyệt vời. Và chưa chắc là một người biểu diễn chuyên nghiệp có thể làm được điều đó. Sẽ phải tập luyện rất là nhiều. Và tụi con hôm nay đã không có sợ sân khấu này. Tụi con đã biểu diễn được hết sức mình của mình. Buổi biểu diễn rất là đã. Kìa cô Tiên chuẩn bị kìa. Cô Tiên lại soi nữa rồi kìa. Đó, nhưng mà ba chú MTV có cảm thấy là bạn Thu Hường và bạn Phương Linh rất là hợp với team cô Tiên không? Không. Ủa? Tại vì á cô Tiên cũng đi quá lý do tại sao các chú có thấy là cô Tiên rất là điệu và rất là dẹo, kiểu dẹo trong máu không? À, xin được cảm ơn các nhận xét của các vị huấn luyện viên ạ. Và bây giờ thì xin mời các con vào trong và chúng ta sẽ quay trở lại vào cuối chương trình để biết được số điểm của mình nhé. Xin mời các con. Hôm mẹ trắng bỗng nghe tiếng hát em, mẹ lang thang hoài để bầu trời thêm vàng. Một hôm có nắng bỗng nghe tiếng hát em, nắng bụng buồn hoài tự chưa muốn quên. Đừng mang trong ngày xa những nỗi ưu phiền và đừng mang trong tình trong đất chỉ là bông xanh, hát chữ vẻ nhỏ để nghe nghe cả hát. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em, hết chữ vẻ nhỏ nghe đêm hát ca.
Cảm ơn các con. Bảo Hân ơi, con phải cảm ơn các bạn trong vũ đoàn ABC Kids nha. Nhờ các bạn mà cái tiết mục của con trở nên sôi động rất là nhiều. Đặc biệt là hai cái bà đứng đầu này nè. Trời ơi, hai bà y như hai con búp bê da màu đó. À, nhảy khí thế luôn. Rất là dễ thương. Không biết cô giáo Yến Trang có hài lòng với tiết mục này của học trò mình không ha? Với cái vòng này thì Trang đã cho các bé thêm rất là nhiều màu sắc. Nhưng mà chắc hẳn rằng vẫn có một đôi chỗ. Cái quyết điểm mà các anh chị đã đưa ra thì Trang đều đã rèn cho các bé. Nhưng mà có thể là vì tuổi còn nhỏ và cái thời gian để mà hòa nhập với những cái quyết điểm đó thì nó cần dài hơn người lớn bình thường một tí xíu. Cho nên là Trang vẫn chưa 100% hài lòng với tất cả những cái tiết mục mà mình đã dàn dựng. Dạ, đó là tâm huyết của một người thầy cô muốn gửi đến cho các con để các con ngày một tốt hơn nha. Còn bây giờ thì mình nghe ý kiến của các cô chú giám khảo nè. Cô Thanh Hằng ơi, cô Thanh Hằng thấy tiết mục này sao? Cô nói cho con biết đi nè. Cái tiết mục này thì cái con ca nó bị lệch cái nốt chút xíu. Nhưng mà cô cũng chúc mừng con đã hoàn thành được cái tiết mục này rất là dễ thương cùng với lại đội múa. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Trong nguyên tắc biểu diễn, cái người hát phải là cái người nhảy đẹp nhất. Thì những đoàn con phối hợp với vũ đoàn là mọi người rất là hưng phấn. Nhưng trong trường mực nào đó, cái máu lửa của vũ đoàn nó quá cao đi. Mà cái độ bốc của con á, nó chưa đủ cái niềm tin, nó chưa đủ điểm tựa để con bốc cũng điên rồ như là cái đoàn múa đó, thì nó mới hòa nhập được giữa múa và hát. Và cái điều này thì nó đòi hỏi con phải có bản lĩnh và có thời gian, kỹ thuật nữa. Nói chung á, nếu con muốn kết hợp nữa thì con phải tập luyện hình thể, tập trung nhiều hơn nữa. Nhưng mà quan trọng mình là ca sĩ, giọng hát mình phải đi đầu trước đã, rồi tất cả những cái khác nó sẽ bổ sung cho mình sau. Dạ, cảm ơn chú Thanh Bạch. Và bởi vì con là ca sĩ nên con cần phải nghe lời góp ý từ một ca sĩ, đó là cô Đoan Trang. Với con á thì cái vấn đề ở chỗ là con chưa nắm được cái kỹ thuật hát, mà cái đó cần phải thời gian nhiều lắm. Con bị hát theo cái bản năng của con nhiều quá. Ví dụ như một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em, thì con bị là một hôm mây trắng, con bị cái ngân cái luyến trong đó nhiều quá. Thành ra đi hết cái bài á thì đâm ra người ta bắt được liền cái lỗi của mình, là cái lỗi mà nó chưa chuyên nghiệp ha. Còn cái nốt luyến của con, nốt luyến quá nhiều thì cô mong là cô Yến Trang phải nhìn thấy để mà sửa con. Ví dụ như là cái bài này có rất là nhiều cái đuôi như là ta da 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 với em, hoặc là bên con hay gì đó, thì mình phải làm khác nhau. Một cái thì mình đã làm rồi, với em, một cái kia mình phải làm với em, mình phải làm cái lên rồi cái xuống, cái ngang hay như thế nào đó. Con luyến đều, cái nào con cũng với em bên con, thì đâm ra người ta dễ nhìn thấy cái sai của mình hơn ha. Rồi, theo chú ở đây chỉ có một cái điều mà lúc đầu tiên thì chú nghi ngại, nhưng mà sau thì chú không có nghi ngờ nữa. Bởi vì con lên cái câu ao của con á, là con lên cao được. Thì cái bài này chú chỉ nói là con lấy cái tông hơi bị thấp, cho nên khi mà con xuống á, con hát cái nó bị mờ, nghe không rõ lắm thôi. Chứ còn để mà đòi hỏi con nhảy như các bạn ABC Kids thì chắc là lâu lắm. Bởi vì các bạn ấy đi theo từ hồi còn 3-4 tuổi là đã đi vô trong vũ đoàn rồi. Cho nên là cái sự máu lửa của họ lấn át con. Nhưng mà con yên tâm, bởi vì có nhiều ca sĩ hát mấy chục năm vẫn bị lấn át như thường, không phải một mình con. Tự nhiên nghe tới đó nó nhột nhột của con. Happy birthday to me, 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 happy birthday to me. Mi 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 ma 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 mi 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 ma 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 ma. Giờ này chưa có ai lựa thành tí cho nó thanh mát cả cổ. Có người mời vào. Chúc mừng sinh nhật bạn. Ôi trời ơi, to thế. Cảm ơn bạn nha. Chúc mừng sinh nhật bạn. Ôi trời ơi, bự thế. Cảm ơn bạn nha. Chúc mừng sinh nhật bạn. Ôi trời ơi, lớn thế. Cảm ơn bạn nha, mời vào. Trời ơi, bữa nay có hoa nữa à. Cảm ơn bạn nha, mời vào. Trời ơi, mập thế. Chúc mừng sinh nhật bạn. Mà còn món quà bìa thế. Thôi được rồi, miễn sao có được, mời vào. Chúc mừng sinh nhật bạn. Thế quà đâu? Vui thôi. Ừ thì vui. Vào, vào, vào. Hôm nay mình muốn đãi các bạn
các bạn buồn thế? Tốn kém quá. Nhưng mà vui. Thôi, mời các bạn vào tiệc nào. Mẹ có bạn đâu Khang? Mẹ mình bận rồi nên không ở nhà dự sinh nhật với mình được. Ủa gì kỳ vậy? Sinh nhật bạn mà mẹ mình. Thôi các bạn ăn đi này. Ăn đi này. Hỏi là vậy bố của bạn đâu Khang? Ừ thì bố mình. Thôi câu hỏi này khó quá. Bỏ qua đi. Trôi qua đi. Bỏ gì? Không có bố gì cả. Nhìn gì? Bố mình nói là không có bố. Bố mình nói là nghe không có bố. 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 Sao con có nhớ mẹ không nè? Dạ nhớ. Dì Vú đâu rồi con? Dạ dì Vú trong nhà. Dì Vú trong nhà hả? Dạ. Có nhớ mẹ nhiều không? Dạ nhớ mẹ nhiều. Nhớ thì sao nè? Con chị cưng của mẹ. Lại đây, lại đây. Mẹ hỏi coi mấy bữa nay á, con đi học rồi thầy Giao Bảo dạy con cái gì nè? Dạ thầy Giao Bảo dạy con nhiều điều vui lắm. Ủa? Con, hôm nay là ngày gì mà bánh sinh nhật rồi quà nhiều quá vậy con? Mẹ không nhớ sao hôm nay là ngày sinh nhật của con. Mẹ ơi, hôm nay mẹ ở nhà chơi với con nha mẹ. Mẹ hứa nha mẹ. À, Khang nè, mẹ xin lỗi con. Mẹ quên mất ngày sinh nhật của con. Bây giờ mẹ thay đồ, rồi mẹ nấu thật nhiều món ngon cho con ăn. Con chịu không? Nha. Yeah, hôm nay mẹ ở nhà chơi với mình rồi. Lần đầu tiên mẹ ở nhà dự sinh nhật với mình. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Vui quá. Alo. Dạ em nghe. Hả? Trời ơi, hôm nay lịch diễn hả? Trời ơi em quên mất tiêu. Em xin lỗi. Anh nói mọi người đợi em đi, em chạy tới liền. Dạ em xin lỗi mọi người nha. Dạ. Ơ sao kỳ vậy gấu? Sao hôm nay mẹ hứa mẹ ở nhà chơi với mình mà gấu không biết hả? Mẹ lại không giữ lời hứa gì nữa hết rồi. Chết rồi, trời ơi lịch mà mình quên mất tiêu rồi sao bây giờ? Trời ơi chết rồi. Mẹ. Hả? Con à? Khang à? Mẹ lại đi nữa hả? Mẹ có lịch diễn. Bây giờ mẹ phải đi liền. Mẹ xin lỗi con nha. Tối mẹ về, mẹ nấu thật nhiều món ăn cho con. Mẹ nhiều quà cho con nha Khang. Mẹ lại không giữ lời hứa gì nữa hết rồi. Mẹ có biết hôm nay là sinh nhật của con không? Con chưa bao giờ được mẹ dẫn đi chơi. Nhưng cứ ba của con, nhưng ngày sinh nhật, được bố mẹ dẫn đi chơi, vui lắm mẹ. Còn con thì sao chứ? Mẹ có biết hôm nay các bạn hỏi con chuyện gì không? Các bạn hỏi con là bố bạn đâu hỏi Khang. Vậy thì bố con đâu hỏi mẹ? Thank you.
xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ mãi lo công việc, mẹ không quan tâm, mẹ không chăm sóc cho con. Cả ngày sinh nhật của con mẹ cũng không nhớ. Mẹ xin lỗi con Khang ơi. Khang à, mẹ xin lỗi con. Con đừng giận mẹ nghe. Mẹ yêu con lắm Khang à. Alo. Dạ. Dạ em xin lỗi anh. Hôm nay là ngày sinh nhật của con em. Em không thể bỏ con em được. Bố của con em mất sớm. Nó rất cần tình thương của em. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi. Khang ơi, mẹ hứa với con từ nay mẹ sẽ bớt công việc, mẹ sẽ chăm sóc cho con nhiều hơn. Con tha thứ cho mẹ nghe Khang. Mẹ yêu con. Con yêu mẹ. Chúng con lúc nào cũng cần tình thương của bố và mẹ. Con trai của mẹ. Con yêu mẹ. Chúng ta vừa thưởng thức tiết mục món quà sinh nhật của bé An Khang. Cảm ơn các bạn nhỏ của vũ đoàn Big Baby và nghệ sĩ Như Huỳnh. Khang ơi, đến đây với chú nào. Ôi, tiết mục của con vừa vui mà cũng nhiều cảm xúc quá. Không biết là lúc thầy Gia Bảo tập cho con tiết mục này, thầy Gia Bảo có khó khăn hay vất vả gì không? Dạ, chắc thầy Gia Bảo xúc động lắm á. Sao vậy? Dạ, tại vì lúc đầu là con vui thì lúc cuối là con khóc. Nhưng mà lúc đầu là chắc thầy Gia Bảo vui. Nhưng mà lúc con cũng không biết. Ý con nói là thầy Gia Bảo là cũng hòa chung cảm xúc với con luôn. Lúc con vui thì thầy vui, lúc con khóc thì thầy cũng buồn theo, đúng không? Có phải giọng thầy Gia Bảo? Trước tới giờ đó thì tất cả mọi người đều biết đến bé An Khang giống như là một cái kho tàng của YouTube. Có nghĩa là bé An Khang chỉ biết xem lại của một người khác và diễn theo cái công thức đó, chứ không có biết tự mình biểu diễn một cái nhân vật. Thì cái số vừa rồi thì bé An Khang lại lần đầu tiên đến với thử tài siêu nhí, cho mọi người thấy được cái khả năng của mình là khả năng ca hát. Và bé đã ca rất là tốt. Rồi qua cái số này thì bản thân em muốn cho bé An Khang diễn bi. Và đó là một cái mà chưa bao giờ bé An Khang diễn được. Và trong cái tiết mục này thật sự rất là khó tập cho bé. Tại vì lần nào bé tập bé cũng rất xúc động. Tại vì bé An Khang không có bố. Thật sự 8 tháng tuổi không biết bố là ai hết. Cho nên khi mà nó tập cái tiết mục này lúc nào nó cũng khóc. Và tất cả mọi người cũng có mặt ở đó cũng rất là xúc động. Thì đó là cái mà Gia Bảo muốn chia sẻ với mọi người. Đây là một cái câu chuyện, nó xuất phát từ câu chuyện thật của bé An Khang. Cảm ơn Gia Bảo. Con cảm ơn chú Gia Bảo. Thôi bây giờ con muốn qua giám khảo nhận xét ạ. Rồi mình sẽ nghe giám khảo nhận xét nha. Mời cô Thanh Hằng. Lúc đầu thì con cũng làm cái vẻ giống như là cũng cười, cũng giống như là những cái lần trước con đã thi rồi. Nhưng mà cái cảm xúc nhất là bằng trái tim, bằng cái thật lòng, mà cái một cái hồn nhiên của đứa con nít nó thoát ra từ lúc mà con không có bố đó. Mẹ sao mẹ không ở nhà với con, sinh nhật con mà mẹ không ở nhà với con. Tại cái đó là con nói bằng tự trong bằng cái trái tim của con nói ra, cho nên nó làm cho cô cũng phải khóc theo con luôn vậy đó. Mà hình như là cả khán phòng này chắc cũng có người khóc đó, phải không quý vị? Có phải không quý vị? Chắc là cô buồn lắm phải không cô Thanh Hằng? Hả? Lúc đầu là con chỉ là cô buồn lắm, cô khóc, cô xúc động, cô khóc xong rồi cô vui phải không? Đúng, cô rồi. Cười. Nó mình là người diễn viên trên sân khấu thì khóc cười, cười khóc người ơi, mong đem tiếng hát lời ca cho đời. Đó là vậy đó. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Con cảm ơn cô Thanh Hằng. Hôm nay con có thay đổi, tức là con có cái sự tiến bộ trong cái cách diễn của mình. Con không phải rập khuôn một ai cả. Và đối riêng với Khang thì con chuyển đổi tâm lý giỏi nhưng hơi nhanh. Mà cái trong cái nhanh của con á, con còn kéo lại được là cái lúc mà con vừa ngồi xuống con ôm con gấu, con vừa lấy cảm xúc là con khóc, con nghe tiếng bấm chuông, ô mẹ về, là con chùi nước mắt liền. Nếu lúc đó con không khóc thật, con chỉ diễn thôi, nhưng cái hành động chùi nước mắt của con, cái tích tắc như vậy thôi, là khán giả nhìn vào thì cũng cảm thấy là con đang có cảm xúc.
Con cảm ơn chú Hoài Linh. Cảm ơn các vị giám khảo. Chào con. Chào chú. Rồi bây giờ con hãy giới thiệu cho chú và tất cả quý vị khán giả được biết con tên gì, quê ở đâu. Dạ, con chào chú và chào tất cả các quý khán giả. Con tên là Dương Gia Kiệt, năm nay con 11 tuổi. Con, quê con ở thành phố Đà Nẵng. Ồ, Đà Nẵng hả? Chú thích Đà Nẵng lắm á. Con thích hát nhạc gì nhất? Dạ, con thích hát nhạc cổ điển. Hả? Nhạc đỏ. Hả? Truyền thống, cổ điển, bán cổ điển, nhạc đỏ. Tại sao con lại có cái sở thích nó khác hoàn toàn so với một cái đứa bé như con vậy? Dạ, bởi vì là vì giọng con cũng là giọng cao. Thôi bây giờ là trước khi bây giờ mình lên sân khấu, chú chúc cho con may mắn. Dạ nhá. 1, 2, 3, yeah! Mà các con chọn, nhưng mà cô đang hy vọng là cô chạy lên đây để lỡ mà vô cái vòng trong á, cô Thảo ăn gian quá. Để mà các con mà chọn giám khảo thì chọn cô nha. Cái gì mà dành từ xa rồi. Thứ nhất là cô cháu mình hôm nay là mặc đồ hợp với nhau đó, con thấy không? Rồi hợp với cái bài về Việt Nam nè, đúng không con? Cho nên là bây giờ đó, từ ngày hôm nay đó là cô sẽ để ý con nè, nhớ mai mốt chọn về đội của cô nha. Để ý mà nãy giờ chưa hỏi tên người ta nữa. Mẹ cám à. Bây giờ từ từ. Sau khi nói xong một vòng rồi, con có thể giới thiệu tên con không? Dạ, con tên là Dương Gia Kiệt. Năm nay con 11 tuổi, con đến từ thành phố Đà Nẵng. Ồ. Oh. Trời ơi, con có biết con là người Đà Nẵng là nhiều người hát hay lắm không? Kiệt ơi, cho chú hỏi nè, con có đã học qua một lớp thanh nhạc nào chưa? Dạ rồi. Biết ngay thấy không?
Sao vậy? Qua cách biểu diễn của con nó rất là chắc. Cái giọng hát và cái phát âm nó ra rất là chắc, giống như là một người đã trải qua một trường lớp rồi. Nhưng mà bé học hát là do chị hướng cho bé hay là bé đam mê từ nhỏ? Dạ, bé đam mê từ nhỏ. Bé đam mê từ nhỏ cho nên chị quyết định là cho bé học theo cái đam mê của mình. Dạ. Con học thanh nhạc ở đâu con? Dạ, con học thanh nhạc ở Đà Nẵng và ở cả ở Sài Gòn. Tại vì thực sự trong giọng hát của con là đã nghe được cái kỹ thuật thanh nhạc trong đó rồi. Từ cách phát âm, cách mà con đẩy chữ này nọ thì các chú lúc đầu là mới con mới vừa hát mấy câu là tụi chú đã bấm liền rồi đó. Tụi chú bấm đầu tiên đó. Cô tin chắc là sau này Đà Nẵng là sẽ có thêm một ngôi sao nữa. Bởi vì là Đà Nẵng quá nhiều ngôi sao, cho nên là sau này con cũng sẽ là một ngôi sao rất là nổi tiếng. Cô tin là vậy mà cô khen quá trời, cho nên là nhớ mặt cô nha. Nhưng mà khoan. Mẹ cảm thả thính quá, mẹ cảm ơn. Cảm ơn cô Thảo nhiều. Nãy giờ cô Thảo hay là các chú bên MTV có nói gì á thì con nghe cho vui vậy thôi. Nhưng mà con phải nhớ là ở nhà cô, bánh gạo cô là hôm nay là 4 tuổi rưỡi rồi và rất là xinh đẹp. Cho nên là... Cái gì vậy? Chị ơi, cái chương trình này đâu phải là chương trình kén rể đâu chị. Sao chị kén rể đây luôn vậy chị? Cái đó là tương lai thôi, nhưng mà hiện tại là bánh gạo của cô thì truyền thông chưa có xuất hiện. Nhưng mà nếu mà con thích đó thì con sẽ tới nhà cô rồi cô với bánh gạo sẽ chơi với con ha. Ngoài tập hát là mình phải có giải trí nữa chứ đúng không? Chứ tập hát không thì đâu có được. Quan trọng nhất là con đã làm không chỉ là các cô chú bấm chuông cho con mà còn giúp cho khán giả rất là vui, còn đứng dậy để cổ vũ cho con nữa, đó là một điều quá tuyệt vời. Chúc mừng con là thí sinh bước vào vòng trong của Ai Sẽ Thành Sao Nhí. À, ngồi trước mặt cô là một cô bé mặc cái áo dài rất là đẹp, làm cho cô ganh tị. Cô không có áo dài đẹp như vậy để mặc chung với con. Cô muốn biết về tên của con và con đến từ đâu để tham gia chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Bình Phước. Vì sao con lại quyết định tham gia chương trình? Vì con muốn thử sức mình tại nhiều sân chơi để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Cô chúc con sẽ có một cái phần thi thật là thành công để mà giành được quyền bấm chọn của ban giám khảo nha. Bây giờ thì mời con lên sân khấu. Chào con. Biết luôn
dù sao thì chú cũng phải chúc mừng vì con đã hoàn thành tiết mục của mình. Đối với chú thì rất là dễ thương, rất là hay. Mà thôi giờ mình tặng quà trước ha. Tặng quà trước. Tặng cho con cái quà kỷ niệm với chương trình. Cô Thảo ơi, cô Thảo nhận xét gì về phần biểu diễn này? Cô thấy thoáng buồn trên gương mặt của con. Thường là người Bắc á, có cái cách phát âm và cái cách nhả chữ trong bài rất là chuẩn. Cho nên là hồi nãy giờ cô thấy là cao độ rồi kể cả cái phần xuống thấp của con á cũng rất là hay nên cô mới bấm chọn. Nhưng mà sau đó thì sau nửa bài đó thì có vẻ là từ từ con đuối dần dần. Mình bình thường ở dưới mình hát có thể sẽ hay hơn, nhưng mà khi lên sân khấu thì vì nhiều cái lý do tác động thì có thể là mình sẽ có phần là đuối hơn. Vì vậy mà các cô chú ở đây chưa có nhanh tay để bấm cho con. Con ơi, con đừng có khóc nữa. Cô cảm thấy là cô rất là có lỗi với con. Cái chất giọng của con rất là đẹp, rất là trong, nhưng mà con bị khuyết điểm một cái là ở khoảng giữa con rất là tốt, nhưng mà khi lên cao á là con bị không rõ chữ, ở bên dưới á thì con lại bị mờ. Cho nên cái thất bại ngày hôm nay nó không hẳn là tất cả mọi thứ đóng lại với con, mà cô nghĩ là tiếp theo sau đó con sẽ có những cái kinh nghiệm, những hy vọng là con sẽ nhận được những cái lời khuyên của cô và con ráng phát triển cái phần cao của con và phần thấp con về con tập lại nhiều hơn nữa để con mở giọng hơn. Thì sau này cô tin chắc là với một cái ngoại hình đẹp như vậy, một cái gương mặt rất là xinh xắn như thiên thần á, thì chắc chắn là sau này con sẽ rất là thành công. Đừng buồn, mình xem như là như cô Tiên nói, một cánh cửa đóng lại thì cũng là cái cơ hội để mình nhìn lại bản thân mình trau dồi nhiều hơn. Và chú chúc cho con lúc nào cũng vui vẻ. Cười lên cái ơi, cười lên. Cười, tươi, tươi, cười, cười. Đây. Và một lần nữa, chào quý vị khán giả đi nè. Chào con.